Chăm, câu nói đưa bạn về với những tinh hoa, hạnh phúc mà chính bạn xứng đáng được hưởng. Công ty Hân Hạnh Được chung tay xây tổ ấm cho khách hàng. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng kinh doanh, phát triển dự án, công ty Địa ốc Đại Thắng tuyển dụng nhân sự làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cho vị trí chuyên viên kinh doanh. Mô tả công việc: tìm kiếm, khai thác các khách hàng, giới thiệu với khách hàng về các dự án của công ty dựa trên nguồn data có sẵn của công ty. Tư vấn, tiếp cận khách hàng và bán hàng. Báo cáo công việc, thông tin khách hàng, sản phẩm thì định kỳ với quản lý phòng kinh doanh. Quyền lợi: lương cứng 6 triệu một tháng cộng tiền đóng tuần, tháng, quý, năm. Thu nhập 20-30 triệu một tháng. Được xét năng lương theo năng lực một tháng, trung bình 3 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật lao động, gắn bó với công ty 6 tháng. Lương tháng 13 thường các dịp lễ Tết, chế độ hiếu hỉ, thu nhập theo quy định của công ty, đi du lịch với công ty ít nhất 2 lần một năm. Yêu cầu công việc: giới tính nam hoặc nữ, chấp nhận sinh viên mới ra trường, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Đam mê kinh doanh, nổi tiếng, tự tin, sẵn sàng đi làm ngay. Công ty liên hệ: công ty cổ phần Địa ốc Đại Thắng, số điện thoại 028-730-900-19 hoặc 0945-900-004, gặp chị Nhung, phòng nhân sự. Email tuyểnchung.datalen@gmail.com hoặc làm hồ sơ trực tiếp tại 137 Cộng Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn làm hồ sơ cho đến khi đủ số lượng.